dựa trên cái sơ đồ mình vẽ của bậc nhất, bây giờ mình sẽ vẽ của bậc hai. Các bạn chú ý mình sẽ vẽ của bậc hai nha. Bậc hai thì mình sẽ copy lại một số cái. Ví dụ thầy cũng sử dụng bắt đầu. Thầy cũng sử dụng nhập AB. Vẽ qua bên này đi. Rồi. Như vậy chỗ này mình sẽ nhập ABC. Nhập ABC. Rồi xuống đây mình sẽ kiểm tra cái gì? Nếu như A bằng 0. Nếu A bằng 0. Chỗ này mình kiểm tra nếu A bằng 0. Bằng cũng được chứ không cần bằng bằng. Nếu A bằng 0, mình chỉ cần kiểm tra bằng là hiểu rồi. Nếu A bằng 0. Thì cũng to xíu đúng. Tại vì phóng to là không thấy bên kia. Rồi, nếu A bằng 0. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm việc mục tiếp là gì? Là phương trình bậc nhất. Như vậy lúc này mình không có ghi cái câu là giải phương trình bậc nhất mà mình vô mình xét B luôn. Mình vô mình xét B luôn. Đó. Như đây. Mình sẽ xét B luôn. B bằng 0. Nếu A bằng 0 và B bằng 0 đúng. Ở chỗ này. Chúng ta nếu A bằng 0 và B bằng 0 đúng. Chỗ này là đúng là dấu cộng. Rồi. Nếu A bằng 0 đúng, B bằng 0 tiếp mà đúng thì mình xuất ra là phương trình vô số nghiệm. Phương trình vô số nghiệm. A bằng 0 đúng, B bằng 0 đúng thì phương trình vô số nghiệm. Đúng không? Rồi. Đó. Rồi, chương trình. À no. Mình bị nhầm rồi, bị nhầm rồi. No. B bằng 0. Bây giờ mình mới xét đến C chứ. Quên, lộn rồi. Bây giờ mình mới xét đến C nè. Bây giờ cái phần này mình bỏ nè, cái phần bên này mình bỏ nè. Mình chỉ giải cái nhánh này của phương trình bậc nhất thôi. Cái B này là trở thành cái A lúc nãy đó. Cái B này là trở thành cái A. Nếu như B bằng 0 thì mình xét tiếp đến C. Không mà B mà không rồi thì còn C hả? C làm cái quái gì ta? C cứ mà A mà không B mà không thì tìm vui xuống Này đó. rồi. Này. C bằng 0. Như vậy cái đoạn này là cái đoạn của chúng ta đang giải phương trình bậc nhất. Còn cái đoạn phương trình bậc hai bỏ đó tính sau từ từ tính. Được chưa nào? Giải phương trình bậc nhất. Như vậy nếu mà trong trường hợp cái này là B bằng 0 tức là A bằng 0 của phương trình bậc nhất nè. Hiểu chỗ này không đã nè. Thực chất chỗ này hồi nãy tại vì nó ấy quá. Đây nè. A bằng 0, B bằng 0. Mà tại vì phương trình bậc 2 thì cái A của mình nó biến thành gì? Thành B. B của mình nó biến thành C. Hiểu chỗ này không ta? Hello. Chỗ này có vẻ hơi rối rối rồi phải không? Phải không mấy đứa? Phương trình bình thường bậc nhất là a x cộng b bằng 0. Đó là phương trình bậc nhất. Phương trình bậc hai là a x bình phương a bình phương cộng b x cộng c bằng 0. Đó. Nhưng mà thực chất thì nó như thế này. Đây, phương trình bậc 1 của mình hồi nãy chỉ có hai tham số là A và B thôi. Hai tham số là A và B thôi.
cho nên mình biện luận theo AB. Còn bây giờ phương trình bậc 2 của mình nó có A, có B và có C nữa. Thì nếu trong trường hợp mà cái này, trong trường hợp A bằng 0 thì 0x bình cộng BX cộng C, đây là trường hợp A bằng 0 nè, thì phương trình của mình có phải là trở thành phương trình bậc nhất giống như vậy không? Phải không? Phải. Dạ phải rồi. Thì đây là phương trình bậc nhất bình thường mình làm hồi nãy là AB. Bây giờ là phương trình bậc nhất nó có được là do phương trình bậc 2 mà mới A bằng 0. Thì đây là phương trình mới. Thì đây cũng bậc nhất, đây cũng bậc nhất. Nhưng mà bậc nhất hồi nãy là do mình nhập A, nhập B thì mình biện luận A, mình biện luận B. Còn cái phương trình bậc nhất này nó có là B và C thì mình biện luận B, biện luận C. Vậy cái B này có phải là A hồi nãy không? Phải rồi. Ừ, cái C này là B hồi nãy. Vậy ok chưa? Dạ rồi. Còn bạn nào thắc mắc gì nữa không? Hồi nãy có bạn nào nói là đã biện luận B rồi còn C làm quái gì nữa đó, thì thấy quái nó chưa? Thấy không? Thấy quái chưa? Alo? Alo, alo. Thấy chưa? Nãy nói xong giờ im re luôn rồi. Không có sao, cứ thoải mái, miễn sao học tốt là được. Bây giờ nói không vui trước mặt thầy, thầy nghe là không vui, chứ còn để mà thầy đi rồi cái chửi ông này ông kia là khổ nữa. Hiểu không mấy đứa? Cứ thực lòng với nhau mà sống nha. Thực lòng với nhau mà sống nha. Cứ thoải mái, làm sao mà mình hiểu bài làm bài, sau này ra trường làm việc 500 đô, 1000 đô, 2000 đô nhớ thầy, mời thầy uống cà phê là được. Chứ đừng bây giờ để im cái gì cũng thầy hết rồi ra đường nói thằng nữa là khổ. Được không? Hello. Dạ được rồi. 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 Hả? Đi tiếp nha. Bây giờ mình biện luận B, biện luận C là mình bỏ qua cái A này đi, coi như mình giải lại phương trình bậc nhất chỗ này. Nếu B bằng 0, C bằng 0. Nếu B bằng 0, C bằng 0 thì mình kết luận là phương trình này vô số nghiệm. Tí nữa rồi mình sẽ chỉnh sao nha. Bây giờ mình cứ để nó vậy đi. Tí nữa mình sẽ chỉnh sao. Nếu mà đúng trường hợp như vậy thì phương trình này là vô số nghiệm. Vô số nghiệm. Rồi, trong trường hợp nếu mà C khác 0 thì sao? Vô nghiệm. Bởi vì phương trình của mình là C trên B. C trên B. Đó, vậy đó, chỗ này. Tí nữa mình coi lại cái phương trình bậc nhất mình mới thấy nó dễ, chứ còn ở đây các bạn nhìn có một hướng à, các bạn sẽ không thấy được. Rồi. Nếu B bằng 0 mà C khác 0 thì cái nghiệm của mình ở chỗ này nó có cái dạng nè, cái nghiệm của mình ở chỗ này nó có cái dạng là trừ C trên B. Đó, phương trình của mình bây giờ nó sẽ có cái nghiệm dạng này. Phương trình của mình bây giờ nó có cái nghiệm dạng này nè. Trừ C trên B. B bằng 0 rồi. Mà C bằng 0 nữa thì là vô số nghiệm. Còn B bằng 0 rồi mà C khác 0, một số chia cho 0 là vô nghĩa. Cho nên vô nghiệm. Rồi, trường hợp B khác 0 thì sao? Trường hợp B khác 0 thì sao? Trường hợp B khác 0.
thì phương trình có nghiệm x bằng trừ c trên b. Và đây trường hợp này phương trình có nghiệm x bằng trừ c trên b, y chang như cái hồi nãy mình biện luận, chẳng qua là mình vẽ lại nó khác thôi. Đó. Rồi nhánh thứ hai, tí nữa là mình kết thúc nha, tí nữa mình kết thúc. Bây giờ nhánh thứ hai, nếu a không bằng không thì nhiệm vụ bây giờ của chúng ta xuống tiếp tục là chúng ta làm gì các bạn? Tính toán. Tính toán chúng ta sẽ lập delta, tính toán delta bằng a bình phương, a bình phương trừ 4ac, a bình phương. Có thể như b bình, à b bình phương, b bình phương trừ 4ac, nó là đọc lộn, trừ 4ac, b bình phương trừ 4ac. Mình lập cái delta này, rồi bây giờ xuống tiếp mình xét tiếp. Đây cho nó nối, ở đâu mà nối đi đâu vậy? Rồi xuống mình xét tiếp, trường hợp này là trường hợp trừ, nếu a bằng không là sai, tức là a khác không thì b bình phương trừ 4ac. Xuống đây mình sẽ xét delta, delta này của mình nó có những trường hợp ví dụ nhỏ hơn không, mình sẽ kết luận vô nghiệm ngay, mình kết luận trước tùy các bạn xét à, tùy các bạn xét à. Delta của mình bé hơn không thì mình sẽ kết luận ngay là phương trình vô nghiệm, phương trình vô nghiệm, vô chỗ này dấu trừ vô nghiệm chứ không phải vô số nghiệm, nãy mình copy mà mình không đổi. Phương trình vô nghiệm. Rồi, nếu mà delta bằng 0 thì cũng phương trình vô nghiệm luôn. Delta bằng 0, delta nhỏ hơn 0 phương trình vô nghiệm. Bây giờ sai. Chỗ này là đúng ha. Chỗ này đúng. Nếu delta nhỏ hơn 0, kết luận phương trình vô nghiệm. Rồi xuống hàng, nếu sai thì mình xét tiếp delta nữa, tùy các bạn xét delta bằng không hay là lớn hơn không mà tùy các bạn nha. Nếu như các bạn xét phương trình delta bằng không, bằng không thì mình sẽ kết luận tiếp là phương trình có nghiệm, nghiệm kép. Nghiệm kép. Nghiệm kép bằng gì các bạn? Trừ b chia 2a này. Trừ b chia 2a. Nghiệm kép trừ b trên 2a. Rồi chỗ đây mình nối ra. Chỗ này nối xuống. Rồi. Nếu trường hợp delta nhỏ hơn 0, delta bằng 0. Hết rồi. Bây giờ xuống đây có if nữa không? Không, không cần if nữa. Ctrl C, Ctrl V. Xuống đây, chúng ta sẽ có hai nghiệm. Hai nghiệm. X1. 1 bằng
trừ b cộng căn delta sqrt căn ghi mệt quá delta chia 2a chia 2a. Hoặc có một cái nghiệm khác x2 trừ b trừ căn delta trên 2a, mình có nghiệm x1 x2 trừ b trừ căn delta trên 2a. Rồi bây giờ mình có thể ngồi để mình chỉnh lại chỉnh lại cộng trừ, chỗ này thiếu trừ, chỗ này thiếu trừ, trừ chỗ này, đây nối qua đây, đó chỗ này thiếu cộng, đưa cộng xuống đây, chỗ này thiếu trừ, đưa trừ xuống đây. Các bạn có thể chỉnh lại nha, chỉnh lại cái cây sơ đồ của mình cho nó đều hai bên, nó đều hai bên thì thường chúng ta sẽ chỉnh cái này qua đây đó, chỉnh cái này qua đây trong trường hợp mình chỉnh cái này qua đây. Rồi mình chỉnh mấy cái delta này qua. Đó. Chỉnh cho nó gọn cái bài của mình lại. Rồi, nối xuống. Kết thúc thôi, chỗ này chuyển qua đây cho nó gọn. Chừng nó ăn cái nút kia nha. Đó. Rồi, vô nghiệm, vô số nghiệm, vô nghiệm. Rồi tất cả kết luận tôi xuống. Kết luận. Này nó bị dính thằng này nè. Kết thúc.
Đó, mình vẽ kiểu vậy nha. Chỉnh chỗ này lại tí. Rồi, ok, xong. Đó, như vậy mình vẽ sơ đồ thuật toán. Nó như vậy. Bây giờ triển khai đối với lại code của mình. Triển khai đối với code của mình. Mình sẽ copy cái này sang một cái mới đi. Chọn file save as. Export. Không biết nó có ra cái phần đó hay là nó ra hết đây. Ồ, ra hết luôn à. Nó không có ra một phần của mình. Thôi vậy vậy xóa cái phần gì bậc nhất cũng được. Ừ. Download. Nó ra hết. Vậy bây giờ mình giải cái phần này. Mình code cái phần này. Viết sao code vậy? Y chang luôn. Không thay đổi gì hết. Viết sao code vậy? Không có gì thay đổi hết nha. Bây giờ giải phương trình bậc 2. Mình code bài giải phương trình bậc 2. New project. Giải phương trình bậc 2. Rồi. Bên sơ đồ sao mình viết y chang luôn nha. Bây giờ bạn sẽ khai báo kiểu plot đi. Ví dụ bây giờ lúc nãy là mình đã khai báo kiểu in rồi, bây giờ mình khai báo kiểu plot. A B C. Tí nữa cần gì khai báo thêm cái đó. Cần gì khai báo thêm đó. Mình sẽ có bắt đầu vô mình nhập A, nhập B, nhập C. Đến giờ này có bạn nào mà mấy cái lệnh print, lệnh scan mà có vấn đề không? Nhập A bằng nếu mà có vấn đề thì phải nói ngay nha. Phần trăm F, tại sao phần trăm F, tại sao phần trăm D là các bạn phải nói ngay nhé. Thầy, thầy giải thích cái phần trăm F, phần trăm D với cái phần trăm S ấy đi thầy. Rồi, cái đó là gì mấy đứa? Mấy đứa ơi, cái đó là gì? Kiểu định dạng dữ liệu. Tùy thuộc vào dữ liệu mình khai báo nè. Mình dữ liệu khai báo là kiểu gì thì có cái F tương ứng. Và cái đó thì nếu như bạn cần mà không có thầy thì định kiểu dữ liệu trong C. Định kiểu dữ liệu trong C. Kiểu ok, nó có hôm trước nó có cái file nào đó mấy đứa,
cái file nào định dạng đi ha, mình để định dạng định kiểu nó không định dạng nhập à, thầy bấm cái nhập xuất dữ liệu thì chọn cái bài đầu tiên bài 7 này nha. Ừ, đây cái này nó rõ nè, định dạng dữ liệu kiểu character mà sao, tức là chuỗi đó thì bạn dùng phần trăm s, in và sort thì bạn dùng phần trăm d, plot thì dùng phần trăm f, double thì lf ha, danh sách định dạng có sẵn luôn nè, cái này nó rõ ràng. Đó. Ok chưa? Dạ rồi thầy. Dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết thì tra ông gồ. Rồi tiếp tục. Phần trăm A, phần trăm B, phần B, C. Mình đã nhập A, B, C thiếu dấu và A và B và C. Mình đã nhập được A, B, C. Vô đây mình làm tiếp cái nhánh bên này, kiểm tra A bằng 0 ha, y chang luôn. Mình vô đây mình kiểm tra nếu A bằng 0 thì làm gì. Đó, nếu A bằng 0 thì làm gì, thì làm nguyên cục này nè, nguyên cục này nè. Như vậy vô đây cái thằng B bằng 0 là nó nằm bên trong nha, thằng B bằng 0 là nằm bên trong chứ không phải L nha mấy đứa, L là nằm chỗ khác rồi, L là qua bên này nè. Đó, cho nên chỗ này A bằng 0 đúng nè, thì tất cả cái này nó nằm bên trong là con của này. Như vậy trong này mình sẽ if nếu B bằng 0. Đó, B bằng 0. Nếu đúng là B bằng 0 thì làm gì đây? B bằng 0 nếu đúng thì vô trong này mình lại xét C. C này là con của B, là cái phần đúng của B. Cho nên trong này mình lại xét C. Nếu C bằng 0. Nếu đúng như vậy thì làm gì? Nếu đúng như vậy thì đây, ra đến nhánh này, in ra phương trình vô số nghiệm. Tại vì sao thầy không ghi giống như lúc nãy, tại vì dài dòng mất công quá, mình ghi vậy thôi, phương trình vô số nghiệm. Nếu mà C không bằng 0 sai, xuống đây phương trình vô nghiệm thì đây sai của nó, đây sai của nó chỗ này, phương trình vô nghiệm. Được không? Rồi tiếp tục gì nữa? Mình xong cái phần C rồi, qua đến phần B nha, qua đến phần B. B bằng 0. B bằng 0 mà chỗ này mình thiếu một dấu trừ rồi mấy đứa. Chỗ này mình thiếu một dấu trừ nè. B bằng 0 mà sai thì phương trình sẽ có nghiệm là x bằng trừ C trên B. Như vậy B bằng 0 đây. Đây. Nè, mình đi vô đây mình thấy đây, chỗ này là L. Nếu như B bằng 0 mà sai thì in ra phương trình có nghiệm. X bằng trừ C trên B. Có cần ép kiểu nữa không? Có cần ép kiểu nữa không? Phần trăm F phải trừ C trên B. Chỗ này bản thân của mình là khai báo plot rồi, cho nên mình không cần ép kiểu. Rồi, mình xử lý xong cái phần B rồi đó. Đây, B nè. B của mình nè. B bằng 0, xong rồi. B khác 0, xong luôn. Như vậy mình xử lý xong cái phần B. Được chưa? Bây giờ mình đến qua đây, mình xử lý data. Như vậy chỗ này là của thằng A bằng 0. A bằng 0 đúng, làm đây nè. Bây giờ A bằng 0 sai. A bằng 0 sai. Xuống đây làm gì? Mình sẽ khai báo biến data. Data thì có bạn nói là khai báo ngay tại vị trí này cũng được thôi, nhưng không nên như thế.
mình khai báo một cái biến delta ở đây. Delta. Rồi xuống đây mình làm gì? Vô đây. Nếu như A mà bằng 0 mà sai nè, vô đây việc đầu tiên mình làm nè, delta bằng B bình phương. Delta bằng B bình phương. B bình phương thì mình có thể dùng B nhân B ha. Bây giờ thầy cứ làm cái này trước đi, đã tí nữa thầy sẽ thêm hàm. B bình phương trừ 4 nhân A nhân C. Đây là một cách ha. Một cách khác, các bạn sẽ sử dụng một cái hàm nhân mũ ở trong cái thư viện Math. Thư viện Math. Tí nữa mình sẽ xài đến cái hàm SQRT. Cho nên bây giờ mình sẽ khai báo luôn cái thư viện đó vô đây. Còn tại sao mình phải khai báo thư viện này? Theo các bạn, làm sao biết? Làm sao biết mấy đứa? Search Google. Ừ, còn không thì nó cứ nhập vô mà SQRT nó báo lỗi, cái đi tìm SQRT là từ đâu ra, cái nó hướng dẫn cho mình là khai báo thư viện Math, và cuối cùng là phải học thuộc lòng thôi, đúng không? Math cuối cùng là phải học thuộc lòng thôi chứ giờ biết làm sao. Ủa, có phải chữ này không ta? Math không có C thử. MATH đúng không? Rồi ok, mấy đứa này giỏi quá, học trò thầy giỏi quá. Rồi như vậy mình sẽ khai báo thư viện Math. Tạm thời đến đây mình dịch coi nó lỗi gì không. Không, chưa xong nhưng mà mình vẫn dịch được ha, bởi vì lệnh của mình rất là ok cho nên mình dịch là không bị gì, vấn đề gì. Vậy chỗ này khi mà mình khai báo Math rồi, mình có thể lặp lại cái data này bằng một cái lệnh khác. Mình làm lại cái data này bằng một cái lệnh khác mà sử dụng cái thư viện Math đó, BOW của cái gì, của B phải 2, tức là B mũ 2 giống y chang như ở trên, nhưng mà thay vì B nhân B thì mình ghi là BOW B 2. Dễ hiểu không mấy đứa? Dễ không? Dạ vâng. Rồi ok, tiếp tục sau khi mình lập được data rồi, mình xuống mình sẽ xét data nhỏ hơn không. Nếu delta nhỏ hơn không thì làm gì? Thì làm gì? Kết luận. In ra. Ừ, chỗ này là vô nghiệm chứ sao là vô số nữa rồi. Vô nghiệm đúng rồi. Rồi, phương trình vô nghiệm, copy cái này xuống đi cho nó nhanh. In ra phương trình vô nghiệm. Đây nè. Nếu delta nhỏ hơn không, in phương trình vô nghiệm. Còn không sai, xuống tiếp. Sai làm gì? Nếu như à sai ở chỗ này, mình sẽ if tiếp ha. If data. Như vậy ở chỗ này thì có gì khác? Ở chỗ này có gì khác? Else if. Ở chỗ này có gì khác? Mình sẽ else if. Else if. Rồi, nếu trong trường hợp sai thì chỗ này mình sẽ else if. Nếu delta mà bằng 0 thì kết luận là phương trình có nghiệm kép x bằng phần trăm f phải, nghiệm kép của mình là gì? Trừ b trên 2a trừ b chia 2 nhân a. Đó là phương trình của mình có nghiệm kép trừ b trên 2a. Mình đã xong cái lệnh ở chỗ này. Bây giờ mình xuống đây mình eo. Đó, L là cái phần xuất ra phương trình có hai nghiệm. Xuất ra. Phương trình
Có. 2. Nghiệm. 2 chấm xuyệt n x1 bằng xuyệt phần trăm f xuyệt n x2 bằng phần trăm f. Không biết là mấy đứa có hình dung được chỗ này không. Bây giờ mình khai báo thêm cái x1 x2 đi cho nó tường minh ha. Mình làm chỗ này nó gọt quá cái cuối cùng là không hiểu. Bây giờ chỗ này mình khai báo thêm một cái biến x1 x2 1, x2. Nhu cầu đến đâu thì mình khai báo đến đó nha. Từ từ, không có gì vội cả. Rồi, nhu cầu x1 x2 thì ngay chỗ này trước khi mình in á, mình tính x1 bằng đi. X1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a trừ b trừ b cộng căn delta, căn là sqrt delta, căn delta chia cho 2a chia cho 2 nhân a, đó là x1. X2 của mình nó sẽ bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Rồi chỗ này mình sẽ xuất nghiệm x1 x2 x1 phải x2. Kết thúc. Như vậy mình đã xong cái bài toán giải phương trình bậc 2. Nếu như các bạn không có sơ đồ khối, không có sơ đồ khối, các bạn íp íp eo eo chỗ này nè, rất dễ nhầm. Và mình làm coi chừng nhiều khi mình không hình dung được là íp đến đâu, eo đến đâu và íp chỗ nào, eo chỗ nào luôn. Không hình dung được. Và bạn không kiểm soát được cái íp eo của mình luôn. Ô thầy, cho em hỏi. Nghe. Cái phương trình bậc 1 á, nó có 3 cái íp á thầy. Ừ. Vậy cái eo đó là cái eo của thằng íp nào? Đây. Eo này. Này. Eo này là của íp này. Là của thằng íp gần nhất. Ừ, nó khác cái chỗ hồi nãy. Tại vì sao trong cái phương trình bậc 1 này của thầy, thầy không có eo íp. Mà cái phương trình bậc 1 hồi nãy là có eo íp. Bạn nào phát hiện ra có điểm cộng. Thấy không? Cái bài viết này của thầy, đây là phương trình bậc 1 nè. Mà không thấy eo íp. Mà phương trình bậc 1 thầy giải hồi nãy lại có eo íp. Thầy cố tình như vậy cho các bạn thấy. Bạn nào phát hiện ra tại sao hồi nãy là LF mà bây giờ không LF cũng là phương trình bậc nhất. Cái đoạn mà thầy đang bôi đen nó là phương trình bậc nhất. À, nhìn lại coi. Cái này cũng có cái hay của nó đây. Đây, cái hình mà có hai hình này luôn là hay đó. So lại coi. Tại sao hồi nãy là eo íp mà bây giờ là không có. Thấy không? Cũng y chang vậy luôn, cũng là bài toán phương trình bậc 1. Nhưng mà hồi nãy có giờ không có. Đây thầy mở có cái phần khác luôn. Chỗ nào? Từ từ thầy mở bằng pen đi cho các bạn dễ thấy. Mở bằng pen đi các bạn dễ thấy hơn. Edit. Rồi. Nó khác ở nhau bên gì? Trái có A khác không, ở bên đây là B bằng không. Ồ, ai vậy? Minh Khoa. Ồ, hay quá vậy. Đây. Đây. Chỗ này thiếu cái dấu trừ nha. Để thầy thêm cái dấu trừ vô đây. Rồi. Khoa hay quá vậy Khoa. Rồi, chỗ này chú ý nè. Lúc nãy thầy biện luận, nếu A khác không mà đúng, thì thầy kết luận ngay. Vậy cái lúc mà thầy kết luận, nó chỉ có một lệnh duy nhất. Nếu điều kiện đúng, kết luận ngay. Còn điều kiện sai, L còn không thì xuống đây mình mới íp tiếp. Thì nó mới L íp. Được chưa? Còn chỗ này thầy B bằng 0. Điều kiện đúng
điều kiện đúng. If thì nguyên cái lệnh con này nè, nguyên cái lệnh con này nè, nó là nó nằm trong cái phần đúng của cái lệnh if trước đó, cho nên không cần, không có else. Else là ở đây, nhưng mà đến lúc này else của thầy là chỉ có một lệnh duy nhất, cho nên đâu cần if nữa. Tùy theo mình viết nha, tùy theo mình viết mà nó sẽ ra cái code khác nhau. Nếu bạn nào chưa hiểu thì thầy sẽ chuyển cái hình này cho các bạn, và các bạn sẽ nghiên cứu lại cái hình này, đồng thời nghiên cứu lại cái code. Các bạn sẽ thẩm thấu dần dần để các bạn hiểu. Các bạn nhìn cái hình này và các bạn code lại cho thầy. Các bạn nhìn cái hình này và các bạn tự code lại, không cần nhìn code của thầy, tự code lại theo sơ đồ khối. Và nhìn cái hình này, tự code lại theo sơ đồ khối, cũng không nhìn code của thầy luôn. Và nếu có thể, các bạn tự vẽ lại cái sơ đồ khối này luôn và tự code lại. Riêng hai bài này, riêng hai bài này làm đi làm lại khi nào nhuyễn thì thôi. Nếu như về cái phần nhập môn lập trình mà các bạn làm tốt được hai bài này thôi, phương trình bậc 1 và phương trình bậc 2, đảm bảo các bạn những bài toán sau các bạn không có thấy gì khó hết. Nhưng với hai bài này mình không tự code được, mình cứ thấy nó khó khó làm sao, nó nhập nhằng làm sao, thì không nên học bài tiếp theo. Cứ làm bài này trước chứ đi ta. Ai chạy đâu nhanh kệ người ta, ai làm gì vội kệ người ta. Mình chưa chắc thì cứ hai bài này vẽ sơ đồ khối, tự vẽ code, tự code. Khi nào mình cảm giác ô a bằng 0, b bằng 0, a bằng 0, b khác 0, a bằng 0, c bằng 0, cái gì đó trong đầu của mình cực kỳ đơn giản, lúc đó bạn đã học xong cái môn nhập môn lập trình rồi đó. Đơn giản lắm mấy bạn, được không? Rồi mình chạy thử thử ha, đừng đi đâu vội hết, cứ hai bài đó làm đi làm lại cho thầy. Rồi mình thử thử nó có lỗi không. Ok, rất là may mắn khi chúng ta code xong mà nãy giờ không bị một lỗi nào. May mắn đúng không? Thực sự rất là may mắn. Bây giờ mình chạy thử nè. Các bạn cho thầy những con số mà các bạn muốn thầy kiểm tra. Hãy làm tester cho thầy. Chat vô đây những con số ABC cách ra. A cách ra B, cách ra C. Để thầy kiểm tra. Nhắn lên khung chat nè. Rồi. Bây giờ thầy chạy lần đầu nha, các bạn cứ nhắn nha. Thầy chạy lần đầu để các bạn chú ý chỗ này nè. Ví dụ như thầy nhập A bằng 4, B bằng 7, C bằng 2. Phương trình có hai nghiệm. Nhưng mà nhập vậy nó lâu đúng không? Bây giờ mình nhập nhanh ba số cùng lúc. Nhập nhanh ba số cùng lúc. Nhập ABC. Nhập ABC. Thầy sửa lại chỗ này nhé. Nhập ABC. 2 chấm. Scan. Thử nha. Thử coi được không? ABC. Ừ. À, 6, 5, 4. Vô nghiệp. Hồi nãy mình nhập mấy nhỉ?
Nãy mình nhập là 5, 8, 2. Ok. Đó. Như vậy nó sẽ rất là nhanh. Nhưng mà nó không tường minh. Làm như vậy thì cũng được, nó không tường minh. Đâu rồi, đâu rồi? Số đâu rồi? Rồi, ok. 000. Ok. 000. Enter. Vô số nghiệm. Rồi, muốn thử gì nữa? Muốn thử gì nữa? À, 121. Ctrl C. Lít chuột phải. Phương trình có nghiệm kép. Mấy bạn kiểm chứng nha, đúng không nha? 121 có nghiệm kép đúng không? Alo, alo, tự kiểm chứng nha. Để bao máy tính nha. Tự kiểm chứng nha, 121 có nghiệm kép nha. Tiếp tục nào. Ông này chơi khó quá. Khó quá. Đúng không? 1.6, 0.3, 2. Phương trình có hai nghiệm, tự kiểm chứng nha. Đó. Ra vậy đó. Kiểm chứng giùm thầy, làm tester giùm thầy. Rồi còn gì nữa không? Có ai ra con số nào khó không để cho chương trình mình bị lỗi không? Bạn nào cho được con số nào mà chương trình của thầy chạy bị treo máy là 10 điểm. 10 điểm môn này luôn. Hứa luôn. Sao? Có không? Số nha, không phải chữ nha. Số nhập vô không? Số ngoài cái lớp đó. Số ngoài lớp thì thôi, nói làm gì, bạn này thầy không kiểm được, copy sửa mệt quá. Mình đang chưa có bắt lỗi mà. Mình chưa bắt lỗi mà, khi nào thầy bắt lỗi rồi thầy chấp em nhập luôn. Ha, đến những buổi sau thầy bắt lỗi rồi thầy chấp em nhập ngồi plot luôn. Thế rồi. Thôi số nào nó cũng vậy à. Bây giờ có đứa nào nó thầy ơi số này nè, chương trình thầy chạy bị lỗi nè. 10 điểm. Rồi. Đủ rồi nha. Cảm ơn các bạn đã làm tester cho thầy. Như vậy đây là đoạn code của mình viết về phương trình bậc 2. Chú ý dùm cho thầy là trong cái phần này chúng ta mở rộng rất là nhiều thứ. Mở rộng rất là nhiều thứ. Ok. Còn gì nữa không? Check lại điểm danh. Có đứa nào mới điểm danh không? Không biết giờ này còn điểm danh được không? Hết điểm danh là xui luôn mấy đứa nha. Bắn cả lớp nha. Rồi có ba bạn này thôi đúng không? Ủa còn ai nữa đây? Còn ai nữa đây? Đây. Mấy bạn này chưa điểm danh hay là không có mặt đây? Alo mấy đứa. Thế Phương có ở đây không? Có thầy. Chứ hồi nãy làm gì gọi không có. Mẹ em nó bị gì thầy? 17, không có trả lời mà. 31, 37. Em có mà. Em có ở đâu? Em tên Sang đó. Sang có rồi. Sang điểm danh chưa? Điểm danh rồi mà thầy. Điểm danh là sai rồi. Mấy đứa kia nó có kìa, điểm danh lại ngay đi. Điểm danh lại ngay đi. Nhanh nè. Rồi vẫn còn điểm danh được nè. Nhanh đi. Xong chưa sáng? Đây rồi. Em điểm danh rồi. Chưa. Đừng có ship gạch. Dấu trừ. Ship gạch hoài.
À dạ. Nếu trừ nhé thì chưa cho em điểm cộng. À Khoa hả? Ok, Khoa số mấy vậy? Khoa số mấy Khoa? 8 8 8 8 Khoa. Ok Khoa. Cảm ơn thầy. Rồi nhanh nào. Rồi thầy. Rồi ok, Ctrl C Ctrl V. Rồi xong. Mười bảy, hai mươi lăm, ba mươi mốt, ba mươi bảy. Đúng tên không nha? 17 nè, 25 nè, 31 nè, 37 nè. Vũ Bích Trâm. Bích Trâm này nó nghỉ luôn. Tân Phước. Tân Phước. Rồi ok, submit luôn. Rồi, hên quá. Xong. Còn gì nữa không mấy đứa? Này khỏi lưu nha. Gửi cái file này lên cho mấy đứa nè. Download. Lớp mình đâu? Lớp mình đâu? 108 CB 10. CB 10 đúng không? Phải không mấy đứa? Dạ đúng. Rồi ok, cái này là hỗ trợ học tập nè. Nhưng mà thầy nghĩ không nên đi qua những cái này. Trong lớp mình trước đi. Các bạn mạnh dạn trong lớp của mình, ví dụ như bạn nào yếu, ok, có ai kèm tôi giùm cái, tôi yếu chỗ này, tôi yếu chỗ kia, rồi những bạn khác nhảy vô, rồi ok, tôi kèm cho ha, cộng điểm, cộng đồ gì đó, cứ trong lớp của mình đi, các bạn cứ hỗ trợ nhau đi, rồi cuối môn, thầy ơi, bạn này hỗ trợ em, bạn kia hỗ trợ em hỗ trợ bạn khác, thầy xem xét, thầy cho các bạn điểm cộng vô, ngay lập tức trong lớp của mình luôn. Ha? Bây giờ trong nhà của mình đi, trong nhà của mình trước đi ha. Khi nào mà trong nhà của mình mà thấy không ổn rồi lúc đó mình mới đi ra ngoài. Chứ không nhất thiết phải đi ra ngoài đâu, trong nhà của mình nhân tài không à. Trong nhà của mình nhân tài quá trời mà. Được không mấy đứa? Thầy gửi cái ảnh sơ đồ phương trình bậc 2 với lại cái đó. Bài code vô group đồ thầy. Bài code luôn hả? Ấy tham khảo á thầy. Ghê vậy. Code tham khảo dạ, luôn. Dạ vâng, dạ vâng. Ồ, có tham khảo không? Dạ. Yeah. Tham khảo nha. À, có chứ thầy, thầy cứ gửi đi thầy. Ừ, tham khảo nha, chứ không để là hôm sau mà copy bỏ vô là không được đâu đó. Bởi vì nó có cái này, nó có trong bài lab á. Cái này nó có trong cái bài lab mà copy thả vô là thầy ơi em làm rồi là nguy hiểm lắm đó nha. Được không? Chỉ là tham khảo thôi nha. Giải phương trình bậc 2. Rồi, rõ ràng tường minh đúng không? Viết rất là rõ ràng. Thục vô, thục ra, chỗ nào thục là thục, chỗ nào lồi là lồi. Hôm sau thầy kiểm tra code là kiểm tra dạy luôn nha mấy đứa. Chứ không phải là muốn viết lồi là lồi, muốn viết thục là thục đâu. Buổi hôm sau thầy sẽ coi mấy đứa thử coi viết làm sao. Đây, code đây. Thể theo yêu cầu của mấy đứa luôn. Được chưa? Hello. Yeah. Rồi thầy. Rồi, ok, nghỉ nha. Thầy, em hỏi. Chứ nghĩ em hỏi. Thường cái mấy cái lệnh if á người ta gom lên thành một dòng á. Giữa mấy cái lệnh if ta nói cái dấu và hình số 7 á. Vậy ví dụ mà cái lệnh L tiếp theo á thì nó sẽ đâu, bây giờ nếu mà ấy em thử đi. Em cho thầy coi những cái nào cách người ta viết đi. Tại vì viết là thiên biến vạn